những con chó trong truyện này được đặt tên theo các nhân vật trong tác phẩm Chuyện xứ Lang Biang của tôi, trừ con Bít. Tôi đã sống với chúng nhiều năm, gắn bó với chúng và từ lâu đã xem chúng là bạn. Nhưng tôi cũng biết chúng không thể ở với tôi mãi mãi. Tôi không thể hình dung được một ngày những con chó của mình lần lượt ra đi, tôi sẽ như thế nào. Hẳn là tôi sẽ rất nhớ chúng. Vì vậy, tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm về chúng trong cuốn sách này, như tôi đã cố gắng lưu giữ tuổi thơ của mình trong những cuốn sách khác.